Qua đoạn clip do hành khách trên máy bay quay lại, một cô gái đang nhảy nhót được bạn dùng điện thoại ghi hình ngay tại khu vực xoay bít trung chuyển lên cửa máy bay tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. Cộng đồng mạng đã đặt câu hỏi về vấn đề an toàn ở khu vực bên trong sân bay khi trước đây ít ngày cũng xảy ra một sự việc tương tự. Một nữ du khách tạo dáng quay video khi máy bay đang di chuyển vào sân đỗ. Những ngày gần đây, sự cố an ninh hàng không liên tiếp xảy ra. Mới đây nhất là hình ảnh cặp vợ chồng mang dao gọt hoa quả lên máy bay cho thấy sự thiếu hiểu biết về quy định đảm bảo an toàn hàng không của nhiều hành khách. Trước tình trạng gia tăng các hành vi vi phạm an toàn hàng không, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã ban hành chỉ thị tăng cường giám sát, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm, đảm bảo trật tự an ninh hàng không.